Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 3 năm trở lại đây thì nhiều nhà thiết kế Việt Nam đã trình diễn các bộ sưu tập của mình trên sàn giao dịch quốc tế. Nhiều người mẫu như là Hoàng Thùy, Trà My, Đỗ Hà, Mô Thủy, Trang Khiếu đã có thể sải bước trên sàn diễn của những tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới như là Paris, New York, Milan hay là London. Không những thế, nhiều nhà thiết kế nước ngoài cũng đã tới Việt Nam như là huyền thoại thời trang Nhật Bản Kenzo Takada, cùng với nhiều nhà thiết kế thời trang cao cấp đến từ Pháp, đến từ Ý, Nhật Bản. Họ cũng đều đã tới Việt Nam và tham gia vào tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Những điều này đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của thời trang Việt Nam so với trước và đem lại một hy vọng về một nền thời trang Việt Nam tiệm cận được với thế giới. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn bàn tới câu chuyện đưa thời trang Việt Nam ra thế giới cùng với quý vị và các bạn. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay đó là bà Lê Thị Quỳnh Trang, người đã góp phần thay đổi diện mạo thời trang của Việt Nam bằng việc sáng lập ra tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam. Vâng, thật là những hình ảnh hết sức thú vị phải không thưa quý vị và các bạn. Xin chào chị Trang Lê ạ. Chào. Thưa chị, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2016 cũng vừa mới kết thúc. Và đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức và cũng là lần thứ 3 mà giới mode thời trang tại Việt Nam có được cái cơ hội được thưởng thức những cái bộ thời trang rất đẹp của các nhà thiết kế trong nước cũng như là ngoài nước. Như vậy thì chị có thể cho biết là điều gì đã dẫn chị đến việc tổ chức một cái tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam ạ? Xin cảm ơn anh. Thực sự có thể nói tôi đến với thời trang rất là tình cờ. Tôi cũng chưa giờ tôi nghĩ là tôi sẽ làm công việc liên quan đến thời trang. Nhưng mà cái đam mê của tôi với thời trang bắt đầu từ khi tôi bắt tay vào sản xuất các chương trình truyền hình thực tế như Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Sex Shop Model và Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam. Từ việc sản xuất một chương trình truyền hình thực tế về thời trang, tôi nghĩ đến việc làm sao để giúp cho các em tỏa sáng sau chương trình. Và tôi đã tìm kiếm các cơ hội để đưa các em đến với các sàn diễn quốc tế. Và từ đây thì tôi có một cái cơ hội rất là lớn, đó là thay vì việc ngồi xem các cái buổi trình diễn thời trang tại phòng trình diễn thì tôi lại cùng các em ở sau hậu trường. Và có lẽ là từ cái việc mà lăn lộn của các em ở sau hậu trường đã giúp cho tôi có một cái cơ hội rất là lớn để mà quan sát cái thế giới thời trang vận hành ở sau hậu trường. Và tôi bắt đầu ước ao về việc là tại sao mình không thể, Việt Nam mình lại không thể có một tuần lễ thời trang như thế này. Và tôi bắt đầu ước mơ cách đây gần 5 năm. Và sau 3 năm thì ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Thưa chị, khi tổ chức tuần lễ thời trang quốc tế thì có lẽ điều mà thú vị nhất đó chính là những bộ sưu tập thời trang đến từ các nhà thiết kế thời trang trên thế giới. Như vậy thì thưa chị, không biết là cái tiêu chí để mà chị lựa chọn các nhà thiết kế thời trang trên thế giới đến với cái tuần lễ thời trang của chúng ta là gì? Chị dựa trên những cái tiêu chí nào? Và đồng thời làm sao chị có thể mời được những cái nhà thiết kế nổi tiếng như vậy tham gia vào chương trình của mình ạ? Bởi vì thực ra hiện nay thời trang Việt Nam là một cái đất nước có cái nền thời trang còn rất là non trẻ. Vì vậy cho nên có thể nói thời trang là ngôn ngữ của thế giới. Thế giới đã có cái sự phát triển thời trang rất là nhiều năm, trong khi chúng ta bây giờ mới đến mùa thứ 3 của tuần lễ thời trang. Chính vì thế cho nên ngay khi bắt tay vào việc tổ chức chương trình tuần lễ thời trang tại Việt Nam, tôi đã nghĩ đến việc làm sao mình phải đưa yếu tố quốc tế vào đây. Bởi vì việc có sự tham gia của các nhà thiết kế đến từ các quốc gia sẽ là đóng góp một cái phần rất là lớn trong cái việc là đây là một cơ hội để cho các nhà thiết kế Việt Nam được dịp cọ sát, học hỏi. Và đặc biệt là các cái khán giả, những người yêu giới thời trang cũng như giới mô điệu thời trang sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến những cái bộ sưu tập mà đã trình diễn ở các sàn diễn lớn trên thế giới. Chính vì thế cho nên khi mà chọn các nhà thiết kế quốc tế mà tham dự thì việc đầu tiên chúng tôi quan tâm đến đó là họ phải là những nhà thiết kế đã có tên tuổi, đã có những thành tựu trong công việc, và họ đã là những nhà thiết kế mà đã có cơ hội mà đã trình diễn những cái bộ sưu tập của mình tại các cái tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Và khi mà mời ra là vì là một cái người mà có cơ hội đi rất là nhiều, gặp gỡ rất là nhiều các nhà thiết kế quốc tế trên thế giới, cho nên là ban đầu chúng tôi cũng có một chút khó khăn, nhưng mà thực ra thì cũng không khó khăn lắm, bởi vì là nói đến thời trang
thì mọi người cảm thấy rất là tò mò. Khi mà được mời đến thời trang thì hầu như các đến Việt Nam để tham gia tuần lễ thời trang thì các nhà thiết kế họ rất là tò mò và họ rất là muốn đến. Và những năm sau này thì sau 2 mùa tổ chức thành công thì mùa thứ 3 thì cái việc mời nhà thiết kế nước ngoài đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Như vậy thì không biết là khi chị tổ chức một cái show thời trang như vậy á, thì cái khó khăn lớn nhất của chị là gì ạ? Có lẽ phải nói đến đầu tiên đó là vấn đề tài chính. Bởi vì tuần lễ thời trang là một cái chương trình mà cần một cái sự đầu tư rất là quy mô. Vì vậy cho nên vấn đề tài chính là một cái bài toán đau đầu nhất đối với tôi. Sau đó thì đến vấn đề nhân sự. Bởi vì để tổ chức một tuần lễ thời trang giống như bây giờ, hiện nay thì chúng tôi có gần 500 con người. Và trong đó cần rất là nhiều những nhân sự phải có thực sự là đầu tiên họ phải có đam mê, nhưng cái điều quan trọng hơn họ phải có trình độ, họ phải có chuyên môn, họ phải có am hiểu để mà có thể cùng vận hành một cái tuần lễ thời trang. Và tôi có thể nói đến thời điểm này rất là may thì tôi cũng đã có một ekip rất là những con người rất là nhiệt huyết. Và cái vấn đề thứ ba đó chính là địa điểm. Tổ chức một tuần lễ thời trang thì cần một cái địa điểm làm sao phải vừa rộng vừa đẹp mà lại phải vừa trung tâm. Thì đến thời điểm này thì bài toán của chúng tôi đã được giải quyết và chúng tôi đã có được 3 tuần lễ thời trang rất là thành công. Vâng. Thưa quý vị, để có thể cảm nhận được những cái khó khăn vất vả và cả sự chuẩn bị hết sức là chu đáo để có thể tạo nên các đêm diễn thời trang hết sức là ấn tượng, thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây để thấy rằng là tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam đang hướng dần đến một nền thời trang chuyên nghiệp và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Để có 15 phút thăng hoa của các bộ sưu tập trên sàn các quốc là sự cống hiến làm việc không ngừng nghỉ của đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp với gần 500 thành viên làm việc từ 6 giờ sáng đến tận 1 giờ sáng hôm sau. Từ công đoạn casting, làm tóc, trang điểm cho đến chỉ đạo các quốc, âm thanh ánh sáng đều có chuyên gia nước ngoài tham gia vận hành. Điểm ấn tượng nhất của tuần lễ thời trang lần này chính là sân khấu được lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen nhằm tạo hiệu ứng nghệ thuật. Các cành lá sen được tạo ra bằng chất liệu để có thể bắt sáng và được thiết kế với các độ cao và độ lớn khác nhau, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật cao hơn 5 mét. Sàn các quốc với tiêu chuẩn quốc tế dài hơn 44 mét, như vậy người mẫu trình diễn phải đi ít nhất 2 vòng với tổng cộng hơn 88 mét chiều dài. Khán đài với sức chứa hơn 1.000 người luôn lấp đầy trong 4 đêm diễn. 800 mẫu trang phục đã được trình diễn trong 4 đêm cùng với đội ngũ người mẫu lên tới hơn 200 người. Để tham gia chương trình, các người mẫu phải thông qua 2 vòng tuyển chọn gắt gao với ekip trong nước và nước ngoài được tổ chức công khai theo chuẩn quốc tế. Và có thể thấy rằng là để tổ chức nên một cái show thời trang hoành tráng như vậy thì nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn của những người làm công tác tổ chức, phải không ạ? Thưa chị, như vậy thì theo chị đánh giá việc tổ chức cái tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam như vậy thì liệu rằng là nó sẽ tạo nên cái bước biến chuyển như thế nào cho cái ngành thời trang Việt Nam của chúng ta? Tôi có thể nói là sau 3 mùa tổ chức thành công thì tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong cái việc làm thay đổi diện mạo thời trang ở Việt Nam. Từ cái sàn diễn này chúng ta đã phát hiện ra được rất là nhiều những cái nhà thiết kế tài năng của Việt Nam. Và cái điều mà khiến chúng tôi rất là vui mừng đó chính là sau tuần lễ thời trang, sau mỗi một mùa của tuần lễ thời trang thì ngày càng có nhiều người Việt Nam mặc các trang phục của nhà thiết kế Việt Nam. Thì đó là một cái tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một cái sự phát triển của thời trang trong tương lai. Vâng. Và với kinh nghiệm là đưa người mẫu cũng như là đưa những nhà thiết kế của Việt Nam chúng ta ra thị trường thế giới tiếp cận với họ, thì theo chị đánh giá hiện nay các người mẫu của chúng ta cũng như là các nhà thiết kế Việt Nam của chúng ta, trình độ của chúng ta nó có ngang bằng hoặc là nó đã tiệm cận như thế nào đối với trình độ của các nhà thiết kế, những người mẫu thế giới ạ? Thực ra sau nhiều năm làm việc với các người mẫu và sau 3 mùa tổ chức Việt Nam International Fashion Week thì điều mà tôi thấy rằng là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái tài năng, các người mẫu, các nhà thiết kế. Mới chỉ 3 mùa tổ chức thôi nhưng mà các bạn bè quốc tế khi mà đến Việt Nam thì đều đánh giá rất là cao về các người mẫu cũng như là các nhà thiết kế Việt Nam. Cho nên có thể nói là chúng ta có rất là nhiều những tài năng, nhưng cái mà chúng ta đang thiếu đó là thiếu những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp để các nhà thiết kế cũng như các người mẫu họ có cơ hội được cọ sát để mà ngày càng hoàn thiện bản thân. Thì tôi nghĩ là từ cái tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn đây là chúng tôi đang mang đến một cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp, và tôi tin rằng là từ sau cái tuần lễ thời trang này thì chúng ta sẽ trong những mùa tiếp theo chúng ta sẽ càng ngày càng có thêm nhiều những cái người mẫu cũng như là các nhà thiết kế sáng giá của cho thời trang Việt Nam. Vâng, như vậy thì theo chị đánh giá thời trang Việt Nam của chúng ta hiện nay á là nó đang phát triển ở một cái mức độ như thế nào so với thế giới, và chúng ta cần phải làm gì để có thể phát triển cái ngành thời trang Việt Nam hơn nữa trong tương lai?
Có thể nói là Việt Nam hiện nay chúng ta còn là một đất nước có cái nền thời trang còn rất là non trẻ. Chúng ta có rất là nhiều tiềm năng, nhưng mà nền thời trang của chúng ta thì mới đang trong giai đoạn là chập chững phát triển. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn vẫn có quyền lạc quan vào cái sự phát triển của thời trang Việt Nam. Bởi vì như tôi đã nói là chúng ta có rất là nhiều những cái yếu tố, thời trang Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái nhân tố để có thể làm cái tiền đề cho sự phát triển của thời trang. Bởi vì chúng ta có một cái lực lượng lao động trẻ, chúng ta có rất là nhiều những nhà thiết kế tài năng, chúng ta đã có rất là nhiều những người mẫu tài năng. Cái mà chúng ta thiếu nữa là chúng ta đang cần một cái sự đồng bộ về một cái chiến lược phát triển thực sự. Mà để làm một cái điều đó thì không thể nào một cá nhân có thể làm được, mà cái này cần rất là cần lắm một cái sự đầu tư quan tâm từ các cơ quan chính phủ để mà có một cái sự có một cái chiến lược rất là rõ ràng cho sự phát triển của thời trang Việt Nam. Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là trong tương lai thì hy vọng là ngành thời trang Việt Nam của chúng ta sẽ được các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn, sẽ có những cái đầu tư nhiều hơn nữa để giúp cho ngành thời trang Việt Nam của chúng ta có thể vươn xa ra thị trường thế giới và giúp cho tiếng nói của ngành thời trang Việt Nam của chúng ta có tiếng nói trên bản đồ thời trang thế giới. Xin cảm ơn chị Trang Lê rất nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam còn một chặng đường dài ở phía trước để chúng ta có thể bắt kịp được với ngành công nghiệp thời trang trên thế giới. Thế nhưng rất nhiều những người mẫu, những nhà thiết kế và cả những người âm thầm tạo ra tuần lễ thời trang quốc tế đã và đang dần thay đổi diện mạo của thời trang Việt Nam và đưa ngành công nghiệp còn rất non trẻ này được chuyên nghiệp hơn và từng bước hội nhập với thế giới. Và để khép lại chuyên mục khách mời ngày hôm nay, xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của các nghệ sĩ, các nhà thiết kế trong và ngoài nước để xem là cái cảm nhận cũng như là cái đánh giá của họ về tuần lễ thời trang quốc tế vừa diễn ra như thế nào, quý vị nha. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ngày càng tổ chức quy mô hơn, hoành tráng hơn và chặt chẽ hơn. Chúng tôi từng trình diễn tại Nhật Bản, Indonesia, Singapore hay là Malaysia. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có show tại Việt Nam, nhưng tôi thấy mọi thứ rất chuyên nghiệp, từ sân khấu, ánh sáng cho tới tổ chức. Từ công tác chuẩn bị, hậu trường, chúng ta thật sự đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế như các tuần lễ thời trang mà tôi đã tham dự. Vì thế tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam có tiềm năng để vươn ra tầm thế giới.